Hello, chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách khắc phục tuột nhông của cái cầu WPL 1/16 này và cái cách bảo dưỡng của cái cầu và hộp số của nó nhé. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn anh em cách bảo dưỡng hộp số và cách khắc phục hộp số khi nó bị tuột nhông bên trong này. Anh em chuẩn bị mình một cái túi bốn cạnh này. Đây là cái hộp số một cấp phun kim loại của WPL này. Ai sẽ dùng tô vít một cạnh bốn cạnh và tháo cho mình 6 cái lốc ra này. Đó, tháo ra. Mình sẽ bỏ mấy cầu cái hồ của xe 116 này nó rất hay có cái bệnh nan y là hay bị tuột nhông ở trong cái cầu hộp số và cái cầu nhau của nó nhá. Đó, cái bệnh nan y rồi. Anh em phải tập nếu mà chơi 116 phải tập làm quen với cách sửa chữa và bảo dưỡng cái cầu hộp số này. Đấy, tháo mình 6 con đốc ra. Mình sẽ chỉ cho anh em cái nó bị tuột nhông ở chỗ nào nhé, cho anh em biết anh em có thể làm theo và tự khắc phục ở nhà luôn nhé. Đây mình sẽ mở cái hộp số cho anh em xem này. Ở bên trong cái hộp số này nó có ba cái bánh răng này. Đây là bánh răng liên kết với motor này. Đây là hai cái bánh răng liên kết để luồn ra cái trục cốt để bắt cá cắt đăng vào ra để nối ra cầu nhé anh em nhé. Đây mình sẽ chỉ cho anh em nó hay bị tuột chỗ nào này. Đây mình sẽ lau cái mỡ đi. Đây để dùng rõ xem nào. Ở trên cái bánh răng này nó sẽ có một con ốc lục giác, có một con ốc lục giác ở đây để nó hãm cái nhông này vào cái cốt này nhá. Đấy, thi thoảng nó anh em chạy nặng hoặc là chạy bạo lực nhiều ấy nó sẽ bị tuôn cái ốc ra mà nạc bánh răng nó bị dơ rồi nó sẽ khi anh em bơ ga nó sẽ không chạy được xe, cái động cơ motor vẫn quay nhưng mà xe không chạy. Đấy, nó sẽ bị cái bệnh như này, bệnh tuột cái bánh cái nhông ở đây, một cái nhông cái hốc cái con ốc ở đây này, ốc để hãm cái nhông vào này, hoặc là tuột cái nhông ở đây ở trên cái cốt này, cái bánh răng này nó có cái nhông nhá. Đấy, trong hộp số này nó có tổng cộng 3 cái nhông to này. Trên motor có một cái nhông này cũng có một cái con ốc để hãm cái bánh răng vào cái cốt motor rồi. Đấy, nó sẽ tuột một trong, thường thì nó sẽ hay tuột ở cái nhông này, nhông cốt dài này, ở cái cốt dài này. Đấy, còn nó hay tuột ở cái nhông này và một là hai tuột ở cái nhông ở ra motor nữa đó. Cái khắc phục thì anh em dễ thôi, chuẩn bị cho mình một cái lục giác và siết con ốc này chắc vào cho mình, chắc tay của nhá, nên siết vừa, đừng siết căng quá nó bị tuẹt cái ốc này, cái ốc lục giác này là lúc tháo ra khó anh em nhá, siết chắc cho mình như này. Đấy, anh em có keo khóa ren thì nhổ cho mình một ít keo khóa ren vào trong gần ốc này, xong rồi siết chắc căng tay của mình. Nhớ là chọn cái lục giác nào nó có lục giác mà đầu nó còn đẹp đấy nhá, thì bạn nó không bị trờn con ốc nhá. Đấy, chắc cho mình là được rồi. Đấy, sau khi anh em bạn chắc rồi thì anh em lắp vào cho mình. Nhớ để ý cho mình là nó cho ai là có cái bạc đạn ở hai đầu cốt đấy nhá. Đây này. Đấy, hai cái bạc đạn này. Đây có bạc đạn hết nhá. Lắp vào để ý cho mình là mất bạc đạn nó sẽ bị dơ nhông đấy nhá. Đây mình sẽ lắp cái bạc đạn vào trước này. Ở cái nhông vào trước này. Đấy, xếp vào đây. Và khi anh em lắp xong rồi anh em nhớ cho mình chuẩn bị cho mình cái lọ mỡ bò nhá. Để tra vào cho hộp số để bảo dưỡng cho nó giảm cái độ bào mòn bánh răng đi. Đấy, tra vào vừa, không cần tra nhiều anh em nhá, tra nhiều nó chả tác dụng gì đâu, vừa đủ thôi. Đấy, tra cho mình như này, nó đậy cái hốt đậy lắp hộp số vào nhá. Đấy, nó bỏ máy bật nó hết bình sáu ốc vào.
cho mình sắt chắc chắc nó cho mình nhá, để khi chạy nó không bị dơ, bị lõm bóp của anh nhá. Siết cho chắc tay một tí, đừng không cần chắc quá đâu, vừa tới tầm thôi. Bạn thấy nó căng tay rồi thôi nhá, bạn căng quá nó chẹt cái đầu ốc ra đấy. Đấy là anh em mình đầu tiên anh em cách bảo dưỡng và khắc phục cái lỗi mà bị tuột nhông của cái hộp số này, số của WPL này. Anh em nào bị tình trạng như này thì có thể cứ làm theo video cho mình. Anh em làm một hai lần là anh em quen thôi, mà sao là có thế mà làm theo đâu. Nếu mà chơi cái xe 116 này, cái tình trạng này nó bị thường xuyên nữa, chạy nặng leo dốc hoặc là chạy bạo lực quá nó sẽ hay bị tuột nhông, tuột địa ốc hãm nhông này. Nên là anh em chơi 116 này cứ phải tự học mà khắc phục tại nhà thôi. Cái này nó cũng dễ thôi, không có gì khó cả. Làm một hai lần nó quen tay là sau là có thể mà làm theo thôi, không có gì khó khăn cả. Thì khắc phục nếu mà làm quen rồi tầm khoảng 10-15 phút là xong thôi. Ôi, không có gì khó cả. Chắc tí chạy nó đỡ bị long ốc à. Xong rồi anh em lấy mình cái giấy nâu thôi, sạch sẽ cái mỡ bị lem ra, giấy hoặc là rẻ cũng được, sẽ mình cái mỡ bị lem ra. Mình kiếm cái rẻ, cái giấy, cái khăn này lau cho sạch, rẻ lau cho sạch. Cái hộp số 1 cốc này mình đánh giá là dùng nó khá là bền anh em ạ. Thì mỗi tội là nó cái sức, cái độ cơ động nó hơi kém, nhưng mà cái sức cao tải nó rất là khỏe, và cái giá thành nó hợp lý mà chơi cũng rất bền. Cái hộp số 2 cấp nó chỉ được cái cơ động thôi, chứ nó không, nhưng mà chơi xe tải thì nó không ấy đâu, nó không khỏe đâu, chỉ phải chạy cơ động thôi, chạy đường đẹp còn chạy nhẹ thì được thôi. Đó, bảo giờ xong cái hộp số rồi cho anh em xem này. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái bảo cho anh em xem cái cầu nhé. Ở đây mình có một cái cầu nó đang bị dơ, bị tuột nhông trong này. Anh em cứ gặp tình trạng như này này. Bây giờ mình đang giữ cái cốt như là hàng giả dụng, mình đang giữ cái bánh xe nhá. Mình xoay cái đăng này nó vẫn bị dơ như này. Nó bị một là bị dơ như này. Đấy, dơ đang bị dơ như này, nó bị tuột nhông trong này này. Thằng anh em xoay tròn như này mà cái bánh xe nó không quay, mà cái đăng vẫn quay mà bánh xe không quay là nó đang bị tuột nhông trong rồi. Bây giờ khắc phục là anh em tháo cho mình. Ở đây là có 8 con đốc ở đây, anh em tháo rồi. Cái bốn cạnh tháo rồi. Đây là cái cầu CNC nhá. Chỉ 16 chỉ hai bị vặt thôi anh em ạ. Tuột một là tuột nở nhông trong cầu này, hai là tuột nhông ở trong hộp số đó, à, tuột cái nhông cái ốc để hãm cái ốc này này, cái ốc để hãm cắt đăng này đấy, ba cái lỗi đấy thôi là hai bị gọi là bệnh nan y đấy. Anh em gặp tình trạng như này cứ khắc phục tại nhà được, mà cái gì khó khăn nhỉ, cứ mạnh dạn mà làm vài lần là quen tay. Lúc đầu thì mình mới chơi thì mình cũng thấy không biết khắc phục đâu, lên mạng xem một số anh em hướng dẫn này là mình cũng, bây giờ mình làm nhiều quen rồi. Cầu này nó hơi nhiều ốc. Hả một ốc này.
Nói câu này nó hơi mỏi tay kiểu nhỏ. Nó nhiều ốc. Anh em này làm có cái tu vít, cái bút tu vít điện này. Thì mình làm nó nhanh hơn tí. Mình đây mình không có, mình cần bằng bàn tay thôi. Rồi, mình đã mở tháo được cái cầu ra rồi. Đây để bên trong cái cầu VKPL anh em nhé. Đây mình sẽ cho anh em này cách cái lỗ nó bị lau cái mỡ đi cho sạch sẽ ra. Đây. Zoom rõ cho anh em xem. Đây, nó đang bị dơ, anh em thấy đốt này thấy nó bị dơ không? Đấy, nó con ốc có đây có một con ốc hãm đây này, con ốc lục sắc hãm đây này, nó bị hãm cái nhông này, nó bị trơ dơ này. Đấy, số đại nên là cái đăng nó xoay, nó sẽ không xoay được cái cầu, nó sẽ bị cái xe nó không chạy được, hoặc là nó sẽ bị tột ở cái lát này. Cái lát này nó có cái con ốc trí, con ốc để hãm cái lát này vào này, lát này thì nó không bị dơ này. Cái lắp này đang bị dơ rồi, à lắp này bạn cứ nghe, nó đang bị dơ cái nhông rồi. Giờ anh em dùng với mình cái lục giác siết chắc lại cho mình là được. Đây, đặt vào cái bọc khâu cho mình nhá, mình lau cái bọc khâu. Mỡ quá. Và tiện thể anh em tháo ra ấy, thì ngó cho mình cái nhông này, kiểm tra cho mình cái nhông này luôn, hai nhông luôn. Nhông này nó bị mòn quá. Ấy. Cạnh nó bị mòn quá rồi anh em phải thay nhá. Còn cái nhông khế này, cạnh nó bị mòn quá anh em phải thay nhá. Nhưng mà nó có vẫn còn ok, anh em vẫn tiếp tục bình thường nhá. Đây, anh em lắp vào, anh em cho vào cái loại cầu cho mình. Đấy. Xoay này. Đó. Xoay này là cảm giác cái nhông mình xoay cái này mà cảm giác cái nhông nó trơn rồi đấy. Nó không bị gì, cái hiện tượng là bị hóc, bị khự nữa. Đấy, anh em siết chắc cho mình cái ốc vào nhá. Đây, mình đã căn được cái ốc cái nhông cái cầu rồi, cái nhông rồi chính giữa này, nhưng mà xoay nó không bị hóc, anh em nhìn một góc siết chắc cho mình cái ốc vào được. Đấy, ốc đang bị tuôn ra. Có keo khóa ren thì anh em nhỏ cho mình được nhá, nhưng mà cái khóa ren sau này anh em tháo thì nó không vất vả tí. Cho ra anh em có keo khóa ren nhỏ là anh em sau anh em tháo anh em phải khò cho mình nhá, phải lấy máy khò nóng lên hoặc là cho hơ lửa cho nó nóng lên để cho nó tan cái keo khóa ren ra thì anh em mới tháo được cái ốc ra nhá, không nó chắc lắm ấy. Đây mình có nhưng mình không dùng. Đây, dùng con lục giác bạn chắc cho mình cái này. Đấy, siết vừa tầm nhá, đến tầm căng tay là thôi nhân tầm siết nghiến răng nghiến lợi mà siết là nó bị toét cái ốc ra, sau tháo không tháo ra đâu. Đấy. Siết vừa tầm thôi. Ok. Đấy, anh em thấy chưa? Đây, nó không dơ nữa nha, cứng chắc rồi nha. Đấy, bây giờ anh em cho vào xoay cho mình lại, kiểm tra mình lần nữa xem cái nhông nó ok chưa. Đây, để nha, xoay nha. Cảm giác cái nhông nó trơn tru hết rồi, nó không bị cảm giác, nó bị hóc, bị sượng nữa thì là ok nhá. Đấy, xong rồi anh em kết mỡ vào cho mình, xả mỡ vào nha. Rồi, xả vào đây, xả vừa, không cần xả nhiều đâu.